Rồi chào cả nhà, hôm nay là kỷ niệm 34 năm ngày cưới của ông bà nội nha. Đi ăn ốc gái. Thiếu gia đình cô Út nữa. Sang năm chắc phải mời gia đình cô Út vô vô đây ăn quá. Lấy lắc quá rồi, được rồi. Hai đứa ra cho ông bà nội đi một tắm nè. Đâu Gia Hoàng? Gia Hoàng ơi, kỷ niệm ngày cưới là gì Gia Hoàng? Gia Hoàng lại đi ngồi cho ông bà nội một tắm. Đứng đây, cô đứng đây. Sáng rồi. Hôm nay ngày gì Gia Hoàng? À, kỷ niệm đám cưới của ông bà nội. À, đang chụp những bức hình kỷ niệm. Dạ Hân, hôm nay ngày gì con? Ngày gì? Kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. 34 năm rồi. Lấy cái điện thoại của mẹ chụp cho mẹ kiểu nè. 34 năm vậy nè, anh năm nay bao nhiêu tuổi, con năm nay bao nhiêu tuổi? Con 33 tuổi rồi. À vậy hả? 34 năm mới rồi. Đây là chưa để ông bà nội cầu thắp đó Lì. Thắp nến lên giùm ông bà. Rồi ông bà cầu nguyện. Anh đi quẹt một cái. Rồi anh Lì giỏi quá, cảm ơn anh Lì nha. Không sao, từ từ làm lại thôi. Con đốt lại coi. Hay là gió nó tắt hả? Bình tĩnh. Con để nằm ngang qua, con để cái nến gì nó cháy tay con đó, con để cái nến nằm ngang ra. Nằm ngang ra, nó cháy cái tay con lên sao? Tắt đây, thả đây, thả xuống đây, thả đây. Cái khác. Cái này cũng phải học nha, đố một quẹt gì mà... Để ngang lại. Con để vậy nó cháy tay con sao? Đây, vừa Út này, thì Út làm mẫu cho con một lần nha, nè. Đó, khi con thắp cái gì con để ngang, đừng có để chuối nha. Với lại một cái nữa rồi. Rồi, ông bà nội có cầu nguyện gì thì cầu nguyện đi. À, hôm nay happy birthday hả? Cứ thấy bánh kem là tường sinh nhật hả? Rồi, ông bà nội cầu nguyện gì đi. Rồi, ông bà cầu nguyện cho ông bà nội được khỏe. Rồi, chúc mừng ông bà nội, vỗ tay ra. Rồi, chúc mừng ông bà nội nha. Rồi hẹn sang năm nha, sang năm có lễ lớn nha. Mời gia đình cô Út vô nữa. Bye bye.